Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyến bay tiếp theo của kênh Chudo Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng đến thăm đền Tiên La, Hưng Hà, Thái Bình. Đền thờ mẫu Tiên La, Bát Nạn Tướng Quân, Vũ Thị Thục hay còn gọi là Bát Nàn Tướng Quân. Một nữ tướng lừng danh dưới thời Hai Bà Trưng, đã có công đánh quân xâm lược phương Bắc. Sinh ra trong một gia đình làm nghề bốc thuốc, chữa bệnh, cứu người, Thục Nương lớn lên không chỉ đẹp người, đẹp nết, văn võ song toàn mà còn giàu lòng nhân ái. Năm 18 tuổi, Thục Nương đính hôn với Phạm Danh Hương, quận trưởng Nam Chân. Đôi trai tài gái sắc đang chờ ngày cưới thì tai họa ập đến. Vào thời đó, nước ta là thuộc địa của phong kiến phương Bắc, do viên quan thái thú nhà Hán có tên là Tô Định cai trị. Hắn vốn tham tiền, ham sắc, lại tàn bạo. Biết tin Thục Nương là cô gái tài sắc vẹn toàn, Tô Định cho lính bắt phụ thân và chồng chưa cưới vào dinh, ép buộc phải gả nhường Thục Nương cho hắn. Bị cự tuyệt, Tô Định tìm cách giết hại cha Thục Nương và Phạm Danh Hương, sau đó cho quân về lùng bắt Thục Nương. Hay tin dữ, Thục Nương giả vờ chấp lệnh lên kiệu, bất ngờ dùng đôi kiếm bạc phá vòng vây mở đường ra bến sông, treo thuyền mãi miết một ngày đêm về tới Hương Đa Cương, vào chùa Tiên La nương nhờ cửa Phật. Nợ nước thù nhà, Thục Nương chiêu tập binh mã dựng cờ khởi nghĩa, mang bốn chữ vàng Bát Nạn Tướng Quân, nập đàn tế trời giấy binh chống lại quân xâm lược phương Bắc. Nghĩa quân do bà chỉ huy ngày càng lớn mạnh và làm tổn thất rất nhiều quân địch. Sau hai tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa tại Hát Môn, Thục Nương đem quân hợp sức với quân của Hai Bà Trưng, được phong là Đông Nhung Đại Tướng Quân. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã giành hoàn toàn thắng lợi vào mùa xuân năm 40. Bị thất bại nặng nề, nhà Hán sai Mã Viện đem quân sang đánh nước ta. Thế giặc rất mạnh, quân ta phải rút lui dần. Cuối năm 43, cuộc chiến chống xâm lược của Hai Bà Trưng thất bại. Nữ tướng Bát Nạn và nghĩa quân Đa Cương phải về Tiên La cố thủ. Quân Hán tiếp tục vây ép, căn cứ Tiên La bị phá. Trong trận chiến cuối cùng, Bát Nạn Tướng Quân cùng quân sĩ của mình đã hy sinh ở Gò Kim Quy vào ngày 17 tháng 3 năm 43. Nhân dân vô cùng thương tiếc đã lập đền thờ tưởng nhớ công đức của bà. Thank you.
Lễ hội Đền Tiên La từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 3 âm lịch hàng năm. Lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương về dự cùng tưởng nhớ công ơn Bát Nạn Tướng Quân. Trong đó chính hội là ngày 17, trùng ngày mất của Bát Nạn Tướng Quân. Lễ hội Đền Tiên La Thái Bình được tổ chức công phu, bao gồm các nghi thức, tế lễ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn như rước kiệu, rước nước, đánh đáo, thổi sáo trúc, trọi gà, đấu vật, múa rồng, múa sư tử. Ngoài ra, nhiều đoàn nghệ thuật của tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận cũng đến biểu diễn các tiết mục đặc sắc như các vở chèo, Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Phạm Tài Ngọc Khoa. Và như vậy là chuyến bay đến thăm đền Tiên La xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Chudo Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.